thành ngữ bạn nên biết về chủ đề learning. Một thành ngữ rất là hay đó là stick at something. Và chúng ta có thể sử dụng một số giới từ khác như là stick to hoặc là stick with something. Thành ngữ này có nghĩa là continue trying to do something difficult, cố gắng hết sức để làm một cái gì đó mặc dù nó rất là khó. Hoặc bạn có thể hiểu là kiên trì với một cái gì đó cho đến cùng. Một ví dụ, I'm not entirely happy with my job, but I'm going to stick at it for a while. Tôi không hoàn toàn hài lòng với công việc của mình, nhưng mà tôi sẽ cố gắng gắn bó với nó trong một thời gian dài. Một ví dụ thứ hai, I know it's hard learning to drive, but stick at it. Tôi biết là học lái xe rất là khó, nhưng mà hãy kiên trì với nó nha. Một thành ngữ tiếp theo về chủ đề này đó là get there, có nghĩa là achieve something or succeed after a period of work or effort. Đạt được một cái gì đó hoặc là thành công sau một khoảng thời gian làm việc hoặc là nỗ lực rất là nhiều. One example for you. I know it's a long way to the championship, but we'll get there if we keep practicing laboriously. Tôi biết chặng đường đến chức vô địch còn rất là dài, nhưng chúng ta sẽ có thể đến được đó nếu chúng ta tiếp tục luyện tập chăm chỉ. Thanks for watching!